xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang tham gia buổi ngày hôm nay. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Long và mình sẽ là MC chính của cái buổi talk show Epic Short trong bom tấn điện ảnh do Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hình Mark tổ chức ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có là anh Giáp là giám đốc đào tạo của Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hình Mark. Ngoài ra thì sẽ có anh Trúc Nguyễn là đang là giảng viên của bộ môn núp tại Học viện Mark luôn. Thì bây giờ chắc là em xin nhờ anh Giáp với anh Trúc hỗ trợ giúp em có thể find out ra được ba bạn có những câu hỏi hay nhất trong ngày hôm nay ở trong phần comment đúng không ạ? Thực ra có một câu hỏi nó hơi chuyên môn, của bạn, thì anh nghĩ tại vì nó là chuyên môn thì anh nghĩ là nó hay. Ví dụ như bạn Bùi Việt Minh Quốc có một câu hỏi liên quan tới codec, tuy cũng không có liên quan gì tới cái VFX của mình nhưng mà nó cũng có chút liên quan đến phần xử lý hậu kỳ, thì anh nghĩ đó là một câu hỏi cũng khá là chuyên môn. Anh nghĩ đó cũng là một cái câu hỏi khá là thú vị. Anh nghĩ tới, anh thích con bạn hỏi về tương lai của AI. Tức là bạn anh cấp 5-3 năm đúng không anh? Đúng rồi. Anh sẽ chọn bạn Nhật Anh, tại bạn có một câu hỏi nó vừa liên quan tới hậu kỳ mà nó vừa liên quan tới cái phần quay on set. Đó là bạn hỏi là các đạo cụ được sử dụng trong các cảnh quay á, có thực sự bị phá hủy hay không? Dạ. Rồi nếu có thì làm sao để đảm bảo kinh phí, thì cái này nó liên quan tới phần tiền. Rồi nó liên quan tới cái phần, nói chung là phải lên kế hoạch rất là tốt. Thì anh nghĩ cái câu hỏi này đối với anh nè, thì câu hỏi này nó khá là hay, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về cái việc là mình tốn tiền như thế nào. Tất nhiên mình không quá rõ, tại vì thực sự có rất nhiều thứ tới chi phí. Nhưng mà cá nhân anh thì anh nghĩ nếu mà chọn bạn thứ ba thì anh sẽ chọn bạn Nhật Anh. Em xin gửi lời mà cảm ơn đến anh Giáp cũng như là anh Trúc đã cùng tụi em tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay. Kết thúc chương trình này thì chúng ta lại mở ra một chương trình mới. Thì ngày 14 tháng 9 sắp tới thì tụi mình có tổ chức thêm một Mark Tour. Và Mark Tour này bật mí cho các bạn thì nó sẽ liên quan đến một tựa game đang rất là hot hoặc là thời điểm hiện tại, nếu như mà các bạn đã biết, đó chính là về Black Myth Wukong. Thì nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể lên follow fanpage của Mark và các bạn có thể lắng nghe những cái thông tin cập nhật mới nhất từ bọn mình ha.